Hello. Hello, chào các bạn buổi sáng ha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn buổi ăn buổi sáng nè, pha cà phê limon ha các bạn. Đây có một hũ cà phê limon này. Thường thường mình lấy cái phin này đó, mình tráng một chút xíu nước á, cho nước ướt á. Ở dưới cái khuôn này cái mình đổ vô 2 muỗng cà phê ha. 2 muỗng cà phê limon á. Rồi mình đậy lại. Rồi cái nắp nó đây, đậy nó lại. Đậy nó lại. Ín nó xuống vậy nè. Đó. Cái này pha cà phê uống ngon lắm anh các bạn. Cái mình cho nó vô chút xíu muối. Muối đỏ. Rồi mình chế nước sôi vô ha. Đây mình chế nước sôi vô nè. Mình chế nước sôi cho nó chảy xuống. Rồi mình thường thường mình pha một ly cà phê này á, chia làm 2 người uống, mình uống nữa, ông xã mình uống nữa đó. Sáng ngày dậy mình pha cà phê đó các bạn. Rồi khi nó chảy hết nước, cái này nó chảy nhanh quá ha, rồi kệ nó đi, để cho nó chảy cho nhanh cho mau. Xong rồi cái mình xài cái sữa này nè, 2 muỗng sữa này. Rồi xin cái nó xong rồi bỏ 2 muỗng sữa sữa bột á, rồi 2 muỗng sữa cappuccino này nữa vô là nó ngon lắm các bạn ơi. Pha 2 thứ luôn nè, cappuccino này mua ở chợ Walmart này, hay là order online gì nó cũng có rẻ, 13 đồng hộp như vậy này, bỏ 2 muỗng gì ha vô. Khi nó chảy hết đầy cái ly đó như đó nước rồi đó, ha, rồi là pha cà phê xong đó. Mình để cho nó lỏng lỏng cho nó chảy nước cho mau, cho thiệt là nó chảy từ từ nó mới ngon. Nhưng mà vậy nó cũng xuống ngon à. Mà cà phê limon này bữa nay cũng lên giá lắm nha các bạn, 6-7 đồng á, cái gì cũng lên giá hết trơn á đó. Đây là sơ khởi pha cà phê ha. Rồi. Đây cà phê nó đã xong rồi này các bạn, nó xong rồi nè. Nó xong rồi cái mình bỏ sữa vô nè, 2 muỗng sữa nè, 2 muỗng sữa mình bỏ vô. Đầy quá. Mình bỏ vô 2 muỗng sữa rồi mình bỏ vô 2 muỗng cà phê này nữa nè. Ngon lắm, bỏ vô cái này vô nó hương vị nó ngon. Nó ngon thơm nó ngon. Giống như cà phê mà tiệm Starbucks bán vậy hả các bạn. Rồi cái mình đem đi mình mà hâm microwave lại cho nó tan cái mấy chục second nữa cho nó tan cái đường với cái sữa đó ha. Rồi cái này á, cái này là trân châu này các bạn. Trân châu của mình đã hâm microwave 40 second rồi nè, nó nóng rồi. Giờ bây giờ đi hâm cái này ha, giờ bỏ trân châu vô gì hâm nóng lại là uống thôi. Mình hâm lại cái ly cà phê mình làm xong đó các bạn, cái mình hâm lại microwave cho nó nóng đó, cho nó tan sữa. Rồi nó tan sữa xong cái mình rót vô đây, mình sơn lên được 1 ly nè ha. Mình sơn vô cái ly cà phê này là mình uống đó, ngon quá trời luôn nè các bạn, thấy chưa, quậy lên nè, trân châu nè, thấy không. Rồi còn một ly này nữa là có trân châu hâm hồi nãy, hâm hết rồi, hâm 40 second sữa này. Khi mà làm xong bỏ sữa bỏ đường bỏ sữa bỏ cà phê thêm cũng hầm 40 second nữa cho nó tan sữa ha. Xong cái mình đổ vô cái ly này này các bạn, nó rót cho cái được 1 ly đầy thành 2 ly luôn. Ly này 2 người uống nè, ông xã 1 ly mình 1 ly nè ha. Rồi pha sẵn rồi ha, mình chia sẻ pha cà phê mà uống ngon lắm các bạn ơi, thơm ngon lắm. Nếu mà các bạn muốn ngọt á, muốn béo nữa thì các bạn cho thêm 1 miếng cà phê nữa. À. Bồ này các bạn, đây cái bồ này các bạn, nếu mình các bạn muốn uống có cái này á, hay là cái này à, mình mua một bọc á, mình mua một bọc như gì nè, mình mua một bọc của chợ Việt Nam á, có 5 đồng mà các bạn, 5 đồng một bọc gì á. Bây giờ mình luộc trước, bây giờ mình luộc xong cái mình để trong cái mình gói từ gói nhỏ nhỏ gì nè đó. Cái mình để trong tủ lạnh á, mình luộc một bọc vậy là nè, mình để trong tủ lạnh lấy ra nè,
cái mình đổ trong cái ly nè, xong mình mới cua chừng 40 second á là nó nóng rồi đó. Thấy không? Mấy cái làm purple này nó mua cái này nè các bạn, rẻ có 5 đồng à. Mình uống cộng cả cả mấy ba mấy tuần lễ chưa hết nữa các bạn ơi. Một ngày cứ gói vậy, nó uống nhiều thì 2 gói, 2 người 2 gói, còn mình uống gói thôi nè. Nếu mình muốn uống sinh tố bơ đồ gì đó cái mình lấy ra, cái mình cũng để microwave mấy chục second, 30 40 second thôi, cái mình xay sinh tố xong, bơ xong hay là tắt tất cả các loại sinh tố gì mình bỏ nó vô, trời uống thành sinh tố bơ, mua bây giờ 7 8 đồng một ly hết các bạn ha. Nhưng mà mình làm rẻ đó. Rồi cái này mình mua giờ mình nấu đây, cái purple này mình bắt cái nồi nước nhỏ này cho nó sôi lên, cái mình mới đổ purple vô này được đó. Mình đổ vô này, các bạn ha. Mình đổ vô đó. Mình đổ vô không bớt lửa xuống, bớt lửa xuống cho nó sôi riêu á, cho nó sôi lửa trung bình thôi ha, cho nó sôi không để nó sôi nhiều quá nó trào nó. Mình luộc á, luộc purple á. À, quên đó, mình bấm đồng hồ nè các bạn, bấm đồng hồ 10 phút đó. Rồi mình hạ lửa xuống đó, để cho nó khi đồng hồ nó kêu á mình trở lại mình tắt lửa, hạ lửa xuống cho nó đừng có sôi nhiều quá đó. Vậy là xong á, vậy là xong rồi đó ha. Nè cái bọc còn nó còn dư lại nè các bạn, mình luộc cái bọc nó còn dư lại, cái mình bao dây thun lại, cái mình đi cắt vô tủ lạnh, lần sau mình luộc tiếp á, chừng nào mình luộc tới hết thì thôi. Nó một lần mình luộc vậy đó được cũng 6 7 gói, cũng được 6 7 gói nhỏ nhỏ gì nè. Được 6 7 gói nhỏ nhỏ gì là mình ăn được mấy ngày luôn á, cả tuần lễ luôn á. Ví dụ đó, là tiết kiệm được tiền nhiều lắm á các bạn, rẻ lắm á. Nhà mình ăn vậy đó. Còn đây là cái sông trân châu mình đã luộc, nước đồng hồ nó kêu rồi các bạn thấy không, 10 phút nó kêu rồi nè. Rồi ớt nó ha, rồi là xong đó, xong là tắt lửa luôn, tắt lửa luôn, tắt lửa luôn nè, nó tắt lửa luôn. Cái nồi trân châu mình là 10 phút nó kêu là xong đã được rồi nè. Các bạn mua cái này nè, mua cái này cái mình múc cái nó hết, mình múc ra là nó không còn còn nước nữa đó, cái mình bỏ vô miếng giấy mình gói lại tiện lắm, mình khỏi cần xả gì hết đó ha, nó chảy hết nước lát nữa nó nguội á. Rồi xong cái mình đậy nắp lại, mình đậy nắp lại 10 phút, mình cũng bấm 10 phút nữa, 10 phút nữa nó kêu cái mình múc ra mình gói lại, mình múc ra mình gói lại để tủ lạnh nào, để dành uống cà phê ăn sinh tố vậy bỏ vô. Quá đã luôn phải không các bạn? Ngon chưa? Nhanh gọn lẹ mà. Mình làm cái gì cũng nhanh gọn lẹ, dễ, không không có làm khó đâu. Sáng mình chia sẻ bí quyết luộc trân châu. Bí quyết pha cà phê uống ngon ha. Đây này các bạn ơi, trân châu mình đã luộc xong rồi, cái 10 phút mình đậy nắp mình để nguội nè, cái mình rửa sơ cho nó ra cái nước nhớt đi ha. Cái mình lấy cái giá này nè. Đó, mua cái giá này nó có cái lỗ á, cái rây này nó có cái lỗ này mà nó dễ rửa nữa các bạn, rửa để rửa hơn cái rây kia inox. Cái mình lấy một muỗng gì cái mình đổ vô trong cái miếng wrap á, mình để sẵn 3 4 miếng wrap nè để làm thử cho các bạn thấy nha. Rồi đó, đây một cái này đổ vô vô gói lại cũng được, là cũng được 7 cục á. Nè, giờ mình gói lại cho các bạn coi nghe. Này, gói lại. Gói lại ha. Xong gấp cái bề này xuống là cho lát hồi mình gỡ ra cho nó dễ nè. Nè, cầm cái gỡ ra thôi ha. Đó, cho các bạn thấy một cái nữa nè, một cái nè, mình gói lại. Gói lại. Rồi cái này. Kéo cái này xuống đây nè. Để hồi mình gỡ ra cho nó dễ. Rồi đây nó lăn lại. Đó, này gỡ ra cái dễ ồm ha. Còn mình để cái miếng nhỏ cái nó dính vô cứng ngắc là gỡ không ra. Là được 7 7 gói như vậy á. Để mình làm hết cho các bạn. Đây nè, các bạn ơi, đây các bạn thấy chưa, mình gói xong rồi này.
7 gói luôn nha các bạn. 7 gói uống 7 lần luôn. 2, 4, 6, 7 ha. Rồi bỏ trong bọc. Bỏ vô cái bọc này, rồi cất vô tủ lạnh. Để dành, cứ mỗi lần uống cà phê cái lấy 1 gói. Hầm microwave 40 second, cái nó mềm, cái bỏ vô cà phê sữa uống. Hay là mình bỏ sinh tố. Muốn uống nhiều thì lấy 2 cục, uống ít thì lấy 1 cục, uống vừa vừa thì lấy 1 cục ha. Rồi bỏ vô trong cái bọc này. Đó. Bỏ vô đây nè. Xong rồi cắt nó lại trong tủ lạnh ấy. Uống hết. Xong cái mình làm cái khác vậy á. Ha. Một bọc vậy đó, mình mua 5 đồng chứ mình làm được nhiều lần lắm á các bạn. Các bạn làm đi, tiết kiệm được tiền nhiều lắm á. Không cần phải ra tiệm mua mà làm gọn gàng lắm. Sắm đầy đủ đồ nghề là không cần đổ ra cái rổ lược. Mình có cái đồ múc mà nó chảy nước xuống á. Mà nó trơn trơn giống vậy là quýt nè các bạn. Có cái lỗ nhỏ nha các bạn. Này có mấy cái lỗ nhỏ nè. Mua chợ Việt Nam ấy các bạn. Chợ nào ta cũng có bán cái to, cái nhỏ, cái bự, cái lớn. Cái gì, cái nhỏ, cái lớn thì cũng có đấy. Mình mua cái này mình làm gọn hơn là mua cái rây á các bạn. Dễ rửa hơn. Đó, mình chỉ cần cái nồi nhỏ với cái đây là xong rồi. Không có cần lỗ ra cái rây để rửa rây nhiều gì hết á. Gọn gàng ha. Đơn giản như đang giỡn á các bạn ha. Dễ là đơn giản. Uống một ly cà phê 5 đồng uống uống mấy tuần lễ mới chưa hết. Trong khi đó mình ra tiệm mua 1 ly 5 đồng, 6 đồng. Rồi người ta bán sale 1 đồng 99 ship hàng mua cực khổ quá ha. Ở nhà làm uống là đang đơn giản chứ là đang giỡn ha. Thôi xin chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, bình yên ha. Xin cảm ơn các bạn. Thích thì bấm like và subscribe cho mình ha. Xin, và cảm ơn các bạn là coi cái video của mình ha. Hưởng ứng coi cái video của mình. Mình biết cái gì mình mình xài cái gì, mình ăn cái gì thì mình nói như vậy thôi chứ mình không có làm. Mình không có làm gì mà xa hoa gì hết á, coi như là bình dân giáo dục á ha. Ok, xin chào tạm biệt.